Thưa quý vị, chúng ta vẫn thường quen với hình ảnh các đồng chí cảnh sát công an với nghiệp vụ đầy mình lao ra khống chế vây bắt tội phạm manh động. Tuy nhiên ở Việt Nam, mỗi người dân cũng là một chiến sĩ. Chính vì thế không khó để bắt gặp cảnh người dân hợp sức đuổi bắt trộm cướp gây cấn ngay trên phố. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số vụ việc điển hình nhé. Xóm trọ dùng chiêu độc 3 lần bắt trộm gây cấn như phim. Một cây làm chẳng nên non, nhưng cả xóm chụm lại thì chắc chắn bắt được trộm nha. Sau 3 lần vây bắt, kẻ gian thành công nhờ vào độc chiêu khóa cổng bên ngoài nhốt trộm bên trong. Một xóm trọ ở Bình Dương đã khiến 6 đối tượng xấu phải sa lưới. Cụ thể, theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12 năm 2022, Hoàng Văn Thịnh và Nguyễn Vĩnh Hải cùng quê Yên Thành, Nghệ An chở nhau vào khu trọ trong chợ 434, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để trộm tài sản. Tại đây cả hai tiếp cận nhà trọ LT, nhưng do còn sớm, lúc này cổng trọ đang khóa nên cả hai đứng đợi ít phút thì người dân mở cổng để đi làm. Sau đó, Thịnh vào trong để trộm xe máy, Hải ngồi trên xe cảnh giới bên ngoài. Do khu trọ có gắn nhiều camera, chủ trọ ở đối diện nên khi Thịnh đang bẻ khóa một chiếc xe tay ga của người dân thì chủ trọ đã phát hiện. Lúc này, người chủ gọi báo lực lượng chức năng, đồng thời chạy ra khóa cổng trọ nhốt đối tượng Thịnh bên trong và hô hoán cho người dân thức dậy và bắt. Cùng lúc này, lực lượng chức năng phường Bình Hòa vừa tới đầu hẻm, Hải liền lái xe tông ngã một người rồi bỏ chạy thoát thân, nhưng đã bị vây bắt thành công. Riêng đối tượng Thịnh bị nhốt bên trong, thấy người dân quá đông nên đầu hàng, chấp nhận bị bắt giữ. Cả hai sau đó được công an đưa về trụ sở công an phường Bình Hòa để lấy lời khai, thừa nhận hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm chiếc xe tay ga mà Thịnh bẻ khóa, chiếc xe máy Exciter mà hai đối tượng sử dụng để đi trộm, một đoạn bẻ khóa. Đáng chú ý, đây là khu trọ có tinh thần cảnh giác rất cao, chưa đối tượng nào có thể thoát khi vào đây trộm cắp. Đây là lần thứ 3 người dân ở đây vây bắt trộm thành công nhờ vào chiêu khóa cổng bên ngoài nhốt trộm bên trong. Tổng cộng có 6 đối tượng vào đây đã bị bắt. Qua vụ việc trên, để tội phạm không xảy ra, bên cạnh các biện pháp của các lực lượng chức năng, những người thuê trọ cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của chính mình. Riêng các chủ cho thuê trọ cần có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, vừa phát hiện, vừa góp phần phát triển quá trình kinh doanh, vừa đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Người dân phục kích cầm gậy, chổi lao ra đường bắt trộm như phim hành động. Đi trộm không xem ngày chính là thanh niên số nhỏ trong clip này đây. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ngó đúng cái nhà toàn võ sư. Chưa sợ muối được gì thì đã bị người dân vác đồ nghề ra xử cho lên bờ xuống ruộng. Theo đó, hình ảnh trong đoạn clip trích xuất từ camera an ninh cho thấy một nam thanh niên chạy xe máy màu trắng đi tới nhà một người dân ngay sát đường lớn. Trước khi đi vào nhà định thực hiện ý đồ xấu, nam thanh niên này bước xuống cẩn thận quay đầu xe lại để sẵn sàng tẩu thoát. Lúc này, một thanh niên từ trong nhà vội lao ra giữ lấy xe máy của đối tượng. Một người phụ nữ đeo sau, cầm sẵn trên tay cây chổi, đập vào lưng tên trộm. Cùng lúc, nhiều người dân từ mọi phía chạy tới cùng vây đánh. 1, 2, 3, 4. Bruh. Rất đông người dân gần khu vực xảy ra vụ việc và cả những người đi đường hiếu kỳ đứng theo dõi. Sau khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự bức xúc trước hành động của tên trộm. Theo thông tin từ người đăng tải, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 22 phút ngày 8 tháng 7 năm 2022 tại đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Khu vực này thường xuyên bị mất trộm tài sản nên người dân quyết định phục kích nhằm bắt được kẻ gian. Có thể thấy, chỉ một phút lơ là mất cảnh giác, đạo trích đã có thể ngay lập tức lẻn vào nhà bất cứ lúc nào. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn trước nguy cơ mất tài sản, người dân cần nêu cao ý thức phòng ngừa, đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Ba thanh niên phục kích, quật ngã tên trộm xe máy trong 30 giây. Ba chọi một không chồn cũng què. Sau khi xem xong đoạn clip này, nhiều cư dân mạng bất ngờ quay xe, lo lắng cho anh tên trộm kém may mắn khi lỡ hành nghề trong con ngõ toàn cao thủ võ lâm. Theo đó, một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ đi vào một con ngõ, rồi ra tay trộm đi chiếc xe máy. Khi đang tẩu thoát, hắn bất ngờ bị một người đàn ông đuổi theo rồi quật ngã xuống đường. Khi tên trộm kháng cự vùng lên định chạy thoát, thì bị hai người khác lao tới khống chế. Sau khi bị dạy cho một bài học nhớ đời, tên đạo trích bị người dân khóa tay dẫn đi và giao cho lực lượng chức năng. Toàn bộ màn vây bắt gây cấn này đã được camera giám sát ghi lại.
Sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm, chú ý và nhiều ý kiến bình luận từ phía người xem. Đa số đều cảm phục trước tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng chống tội phạm của người dân. Cũng từ vụ việc này, hy vọng mọi người sẽ chú ý cách giữ xe máy trong tầm quan sát của mình, trang bị khóa chống trộm, đặc biệt là luôn cảnh giác trước các đối tượng lạ mặt xuất hiện gần khu vực sinh sống để tránh các trường hợp mất cắp tương tự xảy ra. Gây cấn cảnh người dân hợp sức vây bắt tên trộm xe máy. Tiếp tục là một thanh niên đi trộm quên khấn vái nên tổ không độ đấy mà. Vừa mới kịp dắt chiếc xe ra ngoài để chuẩn bị tẩu thoát thì gặp ngay ông anh từ đâu lao tới, làm hỏng hết kế hoạch. Theo đoạn clip ghi lại, hai người đàn ông điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ dừng xe lại. Ngay sau đó, tên ngồi sau bước xuống rồi tiến về phía bãi giữ xe. Khi đang dắt chiếc xe máy chuẩn bị tẩu thoát, tên trộm bất ngờ bị một người dân tông ngã xuống đường. Cùng lúc này, những người xung quanh liền chạy đến hỗ trợ và vây bắt tên trộm. Bị người dân khống chế, tên trộm liền dùng dao tấn công lại. Thấy đồng bọn bị chống trả, một tên khác dùng bình xịt hơi cay để ngăn cản những người xung quanh. Sau đó chúng nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Là phương tiện di chuyển hữu dụng trên mọi địa hình, nên xe máy có mặt ở mọi nơi và trở thành mồi béo cho những tên đạo trích. Ngay cả những chiếc xe được gửi tại bãi trong giữ cũng vẫn bị bốc hơi như thường. Vì vậy, người dân nên tự có ý thức bảo vệ tài sản cá nhân của mình, phải luôn đề cao cảnh giác, không nên chủ quan để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Người dân vây bắt kẻ trộm kéo lê bé gái trên đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Gay cấn và nghẹt thở là những gì mà cư dân mạng cảm nhận sau khi xem đoạn clip này. Vừa nghe tiếng tri hô, rất nhiều người dân ngay lập tức đã lao ra khống chế vây bắt tên trộm manh động và bàn giao công an xử lý. Được biết, việc xảy ra trên đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là bé gái tên G. Sáng mùng 4 tháng 4, chị Y, quê Quảng Bình, là mẹ em G cho biết, khoảng 16 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 4, một người đàn ông đi xe máy đến tiệm nước mía của gia đình trên đường Võ Văn Vân hỏi mua 3 ly nước rau má. Thời điểm này, tại quán chỉ có cháu G, do chị Y đang đi đón con. Làm xong 3 ly nước, cháu G thấy tay của người đàn ông rung lên nên nghi ngờ. Bé gái quay vô nhà thì thấy điện thoại di động để trên loa thùng bị mất nên đi ra hỏi vị khách. Lúc này, người đàn ông hốt hoảng nổ xe máy rời đi. Thế vậy, cháu G cầm đuôi xe níu lại và bị kéo lê trên đường. Nghe tiếng tri hô, anh P đang đứng trước công ty, cách quán nước mía khoảng 20m, liền lao ra chặn đường. Bị ngăn cản, kẻ gian cùng phương tiện và bé G ngã xuống đường. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh cũng lao ra, hỗ trợ anh P khống chế kẻ trộm và gọi công an đến xử lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định kẻ gian tên Đinh Hoàng Nam, ngụ quận Bình Tân và trong túi quần có điện thoại của nạn nhân. Anh P cho hay, tôi đang giao hàng cho khách thì nghe tiếng tri hô nên lao ra. Kẻ trộm lách xe để né dẫn đến té ngã. Khi đứng dậy, hắn còn định lao vào tác động vật lý bé gái. Cháu bị kéo lê hơn 15 mét trên đường. Ghi nhận, hai chân của cháu G bị trầy xước khắp nơi và đi lại khó khăn. Theo chị Y, điện thoại bị kẻ gian lấy trộm trị giá hơn 3 triệu đồng và mua cách đây khoảng 5 tháng. Có thể thấy người bán hàng đôi khi chủ quan lơ là mất cảnh giác nên các đối tượng xấu có nhiều điều kiện thuận lợi để ra tay. Do đó, mọi người cần phải cảnh giác cao độ trước các đối tượng mua hàng có biểu hiện nghi vấn để đề phòng bị trộm cắp tài sản. Còn các bạn nghĩ sao về những vụ việc này? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.